Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đòn hiểm ông Tổng đánh là đánh cho ai, đánh cho người nào, từng bước giải mã. Từ nguồn tin riêng bên trong cho Thời báo .de biết rằng ông Tổng đã dùng người rất hào, ông không nặng về tình cảm, ông rất lạnh lùng, đôi lúc như người không có trái tim vậy. Có người lấy lòng ông suốt thời gian dài nhưng chỉ cần làm phật lòng ông điều gì là phải trả giá bằng cả sự nghiệp chính trị. Người ta nhận xét nhờ cái tính lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy mà ông Trọng có thể leo lên chức vị cao nhất trong đảng và trụ lại ở vị trí này sang tới nhiệm kỳ thứ 3. Một trường hợp chưa từng có tiền lệ sau thời kỳ ông Tổng Bí thư Lê Duẩn đến bây giờ. Hiện nay những người trong Bộ Chính trị cho rằng ông Tổng là một lợi thế lớn nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro lớn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ông Trọng làm Tổng Bí thư đã hơn một thập kỷ thì những người theo ông gồm những ai? Đây là câu hỏi được đặt ra. Đó là Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, vân vân. Tuy nhiên chỉ có Vương Đình Huệ là bám cho đến ngày nay, còn ông Nguyễn Bá Thanh thì đã không còn sống vì xung phong và quá hung hăng nên dường như đã mất mạng. Đinh Thế Huynh thì đang bị bệnh bí hiểm và bị loại khỏi chính trường. Còn ông Trần Quốc Vượng tưởng lược ông Trọng nhường ngôi nhưng cuối cùng bị ông cho ra rìa vào phút chót. Người phân tích này cho biết những người đang vây quanh ông Tổng hiện nay chưa ai chắc chắn được rằng họ không bị đá xa hơn một chút vào lúc nào đó. Hiện có Võ Văn Thưởng, Tô Lâm, Vương Đình Huệ. Với ông Huệ thì đã vào tứ trụ, ông Huệ đang nhắm vào chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Còn hai người còn lại là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng thì đang nhắm vào một chiếc ghế tứ trụ còn lại. Công việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đang nhờ rất nhiều vào bàn tay của ông Tô Lâm. Hiện nay, Tô Lâm đã 65 tuổi, 3 năm sau, ông Tô Lâm đã 68 tuổi và buộc phải nghỉ hưu vì không ở trong tứ trụ thì không được suất đặc biệt. Ao ước của ông Tô Lâm dường như là một bước nhảy vào tứ trụ ngay trong giữa nhiệm kỳ. Còn để đến hết nhiệm kỳ thì sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng sẽ kết thúc. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm. Nắm được ao ước mãnh liệt, ông Trọng dường như đã thúc ông Tô Lâm đánh mạnh vào tứ trụ, mà đặc biệt là hai trụ Chủ tịch nước và Thủ tướng. Mục đích là để tứ trụ có càng nhiều chỗ trống thì càng tốt, mà càng nhiều chỗ trống thì cơ hội cho Tô Lâm cũng lớn hơn. Cũng có người cho rằng ông Tổng đã xem ông Bộ trưởng Công an là con trâu. Ông dùng nắm cỏ nhử trước mỗi trâu để châu cầy thật lực cho ông Tổng. Nhận sách này hơi cực đoan nhưng không phải là không có cái lý của nó. Đã sang đến nhiệm kỳ thứ 3, ông Bộ trưởng Bộ Công an này đã cày miệt mài trong bộ mà ông Bộ trưởng vẫn không được lên chức. Lần này ông Chủ tịch nước lại dính vào vụ Việt Á quá nặng và dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn còn đó chờ ngày bị khui ra. Ông Thủ tướng cũng dính vụ Việt Á và dính đến thương vụ mua bán vũ khí với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô Lâm cũng đang muốn dứt điểm hai vụ án này để đẩy giúp ông Tổng đưa hai người này ra khỏi chiếc ghế rồi mới tiên liệu cho tương lai chính trị của bản thân. Có thể nói ông Tô Lâm là hung thần với công lý, là hung thần với người yêu chuộng tự do và ngôn luận nhưng lại là người hữu ích cho ông Tổng Trọng. Việc điều tra nhân vật tứ trụ không hề dễ dàng nhưng Tô Lâm vẫn đang miệt mài. Ông biết rằng ông Tổng có giữ lời nếu ông Tô Lâm xử lý tốt vụ Việt Á và vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không. Đây chính là điều mà ông Tô Lâm đang cần phải khẳng định trước ông Tổng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đăng nhiệm, đang bị Tổng cho điều tra vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Với ông Tô Lâm thì ông Trọng nhắm vào vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Việt Á là đánh dọn đường cho ông nhảy vào tứ trụ. Tuy nhiên, dụng ý thật của ông Tổng là gì thì chỉ có mình ông Tổng biết, không ai có thể biết được thực tế nó ra sao. Và bản chất của ông Tổng là vắt chanh bỏ vỏ. Nên khi ông Tô Lâm dẹp loạn xong, không biết ông có được hưởng thành quả hay không, cũng khó mà kết luận cho được. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyết còi đan là án điểm, mức chung thân sẽ làm cho Vượng Vin tái mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay bao che cho đảng viên của họ. Họ thường đàn áp rất nhiều điều kiện giảm nhẹ
để cứu phe mình nếu chẳng may có phải vào tù. Thế nên mới có những quan chức phạm tội tương đương với tội giết người hàng loạt như ký duyệt cho Việt Nam Pharma nhập thuốc ung thư giả. Nhưng Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cuối cùng chỉ nhận mức án có 5 năm tù giam. Mức án được cho là quá thấp với quan chức này. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Khi Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều chuyên gia sẽ phân tích mức án mà Quyết có thể nhận. Có nhiều người thì nói Quyết nhiều tiền, có thể mua án để được xử nhẹ. Tuy nhiên, nếu xử nhẹ Quyết là không có tính răn đe, vì ai cũng biết Trịnh Văn Quyết đang là đối tượng để Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo những đại gia bất động sản đang muốn hốt tiền bỏ chạy ra nước ngoài. Mỗi một đại gia là một con bò mộng rất nhiều thịt, nên Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào có thể để cho nó nhảy ra khỏi chậu nước đang rộng mà bơi ra sông hồ rồi biến mất được. Theo như nhiều người có am hiểu đánh giá, ông Phạm Nhật Vượng đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam giam lỏng và chặn hết các đường mang vốn ra nước ngoài hòng tẩu thoát. Vẫn nuôi Vượng Vin để cứu lấy nền kinh tế, nhưng nếu Vin hết vai trò với nền kinh tế thì số phận của nó cũng sẽ không khác gì FEC mà thôi. Cho đến hiện nay, vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết đang chấn động mạnh nhất trong giới đại gia bất động sản. Cả xã hội dồn mắt với ông Trịnh Văn Quyết xem ông sẽ nhận mức hình phạt gì. Vì nó sẽ là hình phạt dành cho các đại gia khác nếu tới đây họ bị sở gáy. Vượng Vin là nhân vật cần theo dõi Trịnh Văn Quyết nhiều nhất. Vì hiện nay Trịnh Văn Quyết có thấp thoáng hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng ở trong đó. Trong lịch sử chưa có quan chức nào dính đến vụ án kinh tế mà chịu mức án kịch khung cả. Nhưng vụ án kinh tế thì đã có, đó là Tăng Minh Phụng. Đã thời gian rất lâu trôi qua, Việt Nam chưa có đại gia nào chịu mức án kịch khung đến như vậy. Và hiện nay sức ảnh hưởng của VinGroup với nền kinh tế Việt Nam còn hơn cả Minh Phụng từ hơn 20 năm trước. Cho nên khó nói về số phận của Phạm Nhật Vượng. Những đại gia là anh hùng đó và cũng là tội đồ đó chỉ sau một thời gian rất ngắn. Số phận chuyển đổi cực nhanh tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết có thể bị mức án chung thân. Trả lời báo chí vào 26 tháng 8, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng pháp luật chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với tội danh mới bị khởi tố, ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có mức án tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Với tội thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm đã bị khởi tố, mức hình phạt không quá 7 năm tù. Tuy nhiên mới đây, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 cho đến 20 năm hoặc tù chung thân. Luật sư Cường phân tích như vậy. Và thấp nhất là 12 năm tù, nếu chi đậm và được chấp nhận các khoản chi đó thì ông Quyết sẽ có mức án thấp nhất. Tuy nhiên không phải vụ án nào tòa án cũng chấp nhận ăn cả. Đặc biệt những vụ án thuộc loại án bỏ túi, tức là được chỉ đạo từ bên trên, thì ông Quyết sẽ bị kết án ở mức cao nhất trong khung hình phạt này. Vụ án của ông Trịnh Văn Quyết nếu muốn chạy thì phải chạy từ ông Tổng Bí Thư chạy xuống. Mà chạy ông Tổng thì rất khó, đó là vấn đề của người thân ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết có nhiều tiền, tuy nhiên trong tình huống này e có đổ núi tiền thì cơ quan điều tra và cơ quan xét xử cũng không dám ăn để mà chạy án cho ông. Vậy nên sẽ rất là hồi hộp cho những đại gia nào như ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị khui, đó có thể là những người có mức tài sản rất lớn. Đây hình ảnh ông tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng hiện nay cũng đang lo. Những năm qua tốc độ lớn mạnh của VinGroup không khác gì FEC, nên số phận ông Vượng sẽ là một nghi vấn. Quy mô của VinGroup lớn hơn FEC rất nhiều. Nếu Vin đổ bể, e số phận Vượng Vin cũng khó, mà ít xấu hơn số phận của ông Trịnh Văn Quyết. Vì thế, nếu ông Quyết bị án chung thân, thì người run nhất là ông tỷ phú số 1 Việt Nam hiện nay.